các bạn, bữa nay mình mới vừa vượt qua khỏi biên giới Bosnia, từ Croatia qua biên giới Bosnia. Mình đi trên đường đi thì đi ngang qua cái này là giống như vùng quê, vùng thôn quê của Bosnia. Thấy ở trên đường có nhiều cái hoa và thập, như mà thập tự giá rất là đẹp. Mình muốn quay cho các bạn coi ha, cái trên ở trong cái bông á, nó có cái hình thánh giá. Không, nó bị gì đó. Đó mà các bạn thấy cái mấy cái bông đỏ này không? Để mình banh nó ra cho bạn coi nghe, nó có cái hình thập tự giá trong này đó, thấy không, rất là lạ. Hiếm có nơi nào có lắm á nha, mình chỉ có hồi đó giờ mình chỉ thấy được có hai lần thôi. Có một lần mình đi qua bên Greek thì mình cũng thấy được cái bông này. Bây giờ mình mới thấy thêm lần. Ở Thổ Nhĩ Kỳ hả? Thổ Nhĩ Kỳ cũng. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng có cái bông này nữa. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ ngay chỗ gần nhà Đức Mẹ đó, với lại. Nhưng mà bữa nay á. Chỗ nhà thờ của ông Thánh. Bữa nay mình đi qua Bosnia, mình đi ngang trên dọc đường á, mình thấy. Cái này miếng đất của người ta, cái này vô trong làng nè, miếng đất. Bữa nay có strawberry ăn. À, có cây cherry kìa. $2. Đâu quên, 2 euro một bịch. Cây cherry có trái kìa, thấy không? À, hồi nãy mình vừa vô cái đường đất này nè, vậy mà ở trong nhà người ta thấy á nha, người ta đi ra người ta đứng người ta nhìn liền á, người ta tưởng mình ăn cắp trái cây người ta hay gì đó. Trái này chưa có chín, chưa tới mùa đó. Mình lái xe nè, đi qua biên giới dễ dàng lắm. Mình chỉ cần đưa cái passport mình á, là người ta đóng mộc cái là đi thôi. Rất là tiện. Ở bên đây người ta cũng xài tiền euro luôn. Mà bên đây xăng mắc lắm à. À, để nhân thử coi. Một lít xăng, một lít xăng á, là 2 đồng. 2 đồng 58 nhân cho 3.7 hả? Ừ. 3.7. 9 đồng rưỡi cho 1 gallon. À, khủng khiếp không? 1 euro là 2 mark, là tiền của người Bosnia. 1 euro là cỡ khoảng 8 kuna cho tiền của ở bên Croatia. Tức là Croatia đồng tiền không có bằng cái đồng tiền ở đây. Đồng tiền ở đây là mắc hơn. Nhưng mà thấy có vẻ ở bên đây thấy eo hẹp hơn ạ. Ở đây chạy xe thoải mái lắm, không có xe nhiều giống như ở bên Mỹ. Thành thử là mình chạy nhưng mà dân ở đây chạy xe đã lắm, chạy xe dễ nổi giận nổi nóng quá. Chạy xe gần sát và bóp kèn rồi đâm thẳng với nhau luôn. Nói chung là mình xin nhanh mình qua đó là họ cũng không có muốn cho qua, họ cứ lên. À, lấy cái ticket cho các bạn coi coi. Hồi nãy mình từ ở dân nước gì bên này? Bên Croatia, gần qua biên giới Bosnia thì mấy xe nó chạy chậm quá, mình mới vượt mặt á. Nhưng mà cái lần đó là nó cấm mình vượt mặt, phải không? Thì không, một chút xíu thì có một cái anh cảnh sát mô tô á, ảnh chạy tới ảnh chặn mình lại. Ảnh hỏi đây là cái giấy phạt á. Anh chặn mình lại, kêu đưa passport đây. Rồi xong rồi cái anh nói anh sẽ phạt mình 30 euro. Anh lấy cái máy cà visa là cà ngay lập tức. Ngay lập tức cà tại chỗ luôn. Phạt nóng luôn. Không có phạt nguội.
Rồi thôi chào các bạn nha. Hẹn các bạn video sau. Bye bye.